Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel tôi vẽ tranh kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho một bức tranh, đó chính là hình ảnh của một chiếc xe ô tô Mission đang chở đồ bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho chiếc xe ô tô Mission này của mình nha các bạn. Và mọi người nhớ theo dõi hết video này để biết cách mình sẽ tô màu cho bức tranh của mình nha các bạn ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho cái bức tranh của mình nó trở nên xinh đẹp hơn nhé. Đây là bức tranh khi chưa tô màu và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tô màu. Phần đầu bên trước thì mình sẽ tô màu hồng cho cái phần chiếc xe ô tô này. Phần chiếc xe này thì mình sẽ tô màu hồng trước. Chúng ta sẽ tô đều màu để nó không bị lem nhé. Sau khi tô màu hồng xong thì mình sẽ dùng màu cam tô màu cho phần cái tai. Đây mình sẽ tô màu cam nhé. Phần bánh xe thì mình sẽ tô màu nâu. Tiếp theo thì mình sẽ dùng đến màu xanh dương nhé. Mình sẽ dùng màu xanh dương tô màu cho phần bánh xe nhé. Đây mình sẽ tô màu xanh dương nhé.
bánh xe này mình cũng sẽ tô màu xanh. Tiếp theo thì mình sẽ dùng đến màu xanh lá nhé. Để tô màu cái phần còn lại của chiếc xe này. Đây chúng ta có thể tham khảo cách tô màu, mình đã tô màu cho một chiếc xe mui trần nhé. Rất là đơn giản, rất là dễ để thực hiện luôn cho mọi người. Chúng ta có tham khảo cách tô màu này của mình nhé. Và cái video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu về nhà một chiếc xe ô tô mui trần này của mình đã được mình tô màu xong và chúng ta có tham khảo. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tô vẽ tiếp theo. Và mọi người xem video thì nhớ ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một like, một lượt xem và đăng ký kênh để theo dõi thêm video của mình nha các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.